Mặc dù ở độ tuổi vị thành niên và không giỏi về hóa học, nhưng nhờ học trên mạng, Đinh Văn Nguyên, sinh năm 2008, trú tại huyện Đông Anh, đã có thể nắm bắt công thức và chế tạo thành công pháo nổ. Nguyên lên mạng, đặt mua các loại nguyên liệu để sản xuất pháo nổ gồm quả cầu giấy, lõi pháo tràng, giấy thép màu đỏ, bột phân bón cây, lưu huỳnh, than củi, hạt kim loại tạo màu, màng bọc thực phẩm và các dụng cụ liên quan. Ban đầu, Nguyên chế tạo thuốc pháo nổ vì sự tò mò, nghịch ngợm. Tuy nhiên, sau khi thấy trên mạng xã hội một số người có nhu cầu mua pháo với giá cao, Nguyên đã quyết định làm với số lượng lớn và bán cho khách. Giá của mỗi quả pháo dao động từ vài chục đến cả 100.000 đồng, một quả tùy kích cỡ. Quá trình cháu làm pháo có thể bị nổ, bị gãy tay gãy chân, có thể bị biến dạng thân thể của mình. Nhưng lúc đấy là cháu muốn cần tiền để dùng cho các chi phí khác nên cháu phải tiếp tục cháu làm. Trong quá trình sản xuất pháo, Nguyên còn thuê thêm hai đối tượng khác cùng tham gia là Nguyễn Hoàng Hà và Đinh Đức Hùng cùng trú tại huyện Đông Anh. Đặc biệt, trong vụ việc lần này, các đối tượng liên quan đều có tuổi đời còn khá trẻ. Mặc dù các đối tượng sản xuất pháo tại nhà, nhưng gia đình cũng không hề hay biết. Chỉ đến khi lực lượng chức năng tiến hành khám xét nơi ở, thì mới phát hiện ra đã quá muộn. Tối đến, nó vào nó chơi với nhau. Thì mình cứ nghĩ là bạn bè nó chơi với nhau thì có gì đâu. Thì nó cứ đóng cửa đấy, mình có vào đâu có biết. Thì không vào, cháu một mình một phòng mà. Thì giờ nó lớn rồi, thì một mình một phòng thì mình cứ vào đấy làm gì. Nó vào nó lại bảo là hỏi tò mò cái gì của nó, nên là cháu nó lớn rồi cũng để cho cháu nó riêng tư, nên nó nghĩ là như thế thì cũng không vào, mà đi làm thì cứ vợ chồng cứ đi làm suốt ngày, còn đứa cháu ngoại nữa thì phải nuôi cháu ngoại, nên là quấn quýt vào cháu nó cũng không quan tâm gì đến con. Cũng khuyến cáo các cái bậc phụ huynh là nên quan tâm và để ý hơn nữa đến các cái hoạt động và các cái hành vi hàng ngày của con trẻ trong nhà, vì là nhiều học sinh ấy, là các bạn ấy cũng giấu gia đình để đặt mua những cái nguyên liệu bây giờ được bán rất là dễ ở trên các cái nền tảng mạng xã hội, thì các bạn ấy mua về rồi các bạn ấy lén lút là thực hiện những cái hành vi nó không đúng, thì gia đình nên là giám sát và quản lý con cái chặt chẽ hơn để phòng ngừa ngăn chặn thanh thiếu niên học sinh tàng trữ chế tạo và sử dụng pháo nổ trái phép. Lực lượng công an đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ngành giáo dục, các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền về phòng chống pháo nổ, tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh quyết liệt đối với các loại vi phạm về pháo nổ. Ngoài việc xử lý theo quy định thì khi phát hiện các trường hợp là thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm, lực lượng chức năng cũng sẽ gửi thông báo về cho chính quyền địa phương, nhà trường và gia đình để phối hợp quản lý, giám sát và giáo dục.